Chào các em học sinh yêu quý. Chào mừng các em đến với buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Ở các tiết học trước, cô trò chúng ta đã cùng đi vào tìm hiểu phần kiến thức ngữ văn về các đặc trưng cơ bản của thần thoại và sử thi. Sau đó thì chúng ta đã cùng đi vào đọc hiểu một số văn bản tiêu biểu. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần thực hành đọc hiểu. Và văn bản đầu tiên trong phần thực hành này, đó chính là văn bản Rama buộc tội trích sử thi Ramayana. Trước hết, Chúng ta cùng đến với phần mục tiêu bài học. Ở bài học này, cô trò chúng ta sẽ cố gắng nhận biết và phân tích được những đặc điểm của sử thi trong văn bản. Thứ hai, phân tích được hình tượng nhân vật Rama và Sita trong văn bản. Và thứ ba, củng cố các thao tác phương pháp đọc các văn bản thuộc thể loại sử thi. Sau đây, như các bài học trước, chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất thú vị đó là phần khởi động. Các em hãy cùng với cô quan sát bức tranh và thực hiện các yêu cầu sau. Thứ nhất, Nói một câu mô tả về nội dung của bức tranh. Thứ hai, đưa ra sự đoán về nguyên nhân dẫn tới hành động của nhân vật trong bức tranh. Không biết đáp án trả lời của các em như thế nào. Có rất nhiều câu trả lời mà cô nhận được thì đều có chung một đáp án đó là người phụ nữ nhảy vào lửa trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Và với phần nguyên nhân thì các bạn ấy đã tư duy rất nhiều nguyên nhân có thể đây là người phụ nữ muốn tự vẫn hoặc là đang diễn ra một nghi lễ nào đó hoặc là người phụ nữ đang muốn chứng minh một điều gì đó còn các em thì sao câu trả lời các em như thế nào đây chính là nhân vật sita trong tác phẩm ramayana Nàng suy ta của chúng ta đang đứng trước một cái nghi lễ, đó là nghi lễ kiểm chứng cho sự đức hạnh và phẩm giá của mình. Chúng ta có thể, thể thấy, nghi lễ này được thực hiện trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng. Và nhân vật suy ta trở thành một biểu tượng cho phẩm giá và đức hạnh của người phụ nữ. Qua đó chúng ta thấy rằng, các tác phẩm sử thi luôn mang đậm tính giáo huấn. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động số 1. Đọc nội dung cho phần chuẩn bị và nêu lên những nội dung chính. Với phần nội dung ở trong sách giáo khoa, trước khi vào bài đọc chúng ta sẽ thấy Ramayana là bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Tên của tác phẩm có nghĩa là kỳ tích về Rama. Tác phẩm gồm có 24.000 câu thơ đôi chia làm 7 khúc ca. Đây chính là bài ca về trí tuệ, sức mạnh và đạo đức của con người. Người Ấn Độ cho rằng, trường nào sông chưa cạn, đá chưa mòn thì Ramayana còn làm say đắm lòng người và cứu họ ra khỏi vòng tội lỗi. Nhân vật chính ở trong tác phẩm chính là về chàng hoàng tử trưởng Rama. Chàng bị lưu đầy trong 14 năm, chiến đấu với quỷ Ravana để cứu Sita, sau đó lại từ bỏ Sita vì nghi ngờ đức hạnh. Qua đó, ta có thể thấy chàng Rama của chúng ta là nhân vật chính trong tác phẩm. Hay nói cách khác, đây chính là một trong những đại diện tiêu biểu của sử thi đó chính là người anh hùng. Và cũng như nhân vật Sita thì Rama cũng phải đặt vào những hoàn cảnh thử thách. Hoàn cảnh thử thách tiêu biểu trong những bộ sử thi, đặc biệt là sử thi của Ấn Độ, đó là những xung đột về chiến tranh. Và đỉnh cao của xung đột đó chính là cuộc chiến đấu giữa Rama và quỷ vương Ravana. Nhưng không chỉ thế, tác phẩm có nói với chúng ta một xung đột bên trong con người, đó là xung đột giữa lý trí và tình cảm, giữa bổn phận và tình yêu chính qua những xung đột ấy mà người anh hùng chứng minh được vẻ đẹp của tài năng phẩm chất đây cũng là một trong những đặc điểm của sử thi đó là con người luôn luôn hội tụ những vẻ đẹp sức mạnh của cộng đồng đối với thiên sử thi của ấn độ này chúng ta sẽ thấy là sử thi của ấn độ ca ngợi con người ở phương diện đó là tài năng đạo đức và đặc biệt là họ luôn là những con người trọng danh dự bảo vệ danh dự Thiên sử thi bi hùng này xứng đáng là bài ca ca ngợi cả hai nhân vật Rama và Sita. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động số 2, đó là đọc văn bản Rama buộc tội. Chúng ta sẽ cùng đến với phiếu học tập số 1. Các em hãy đọc lướt văn bản và điền thông tin vào bảng sau. Thứ nhất là nhân vật chính trong tác phẩm là ai? Thứ hai hoạt động chính và thứ ba nội dung lời nói và phần đọc văn bản, chắc là các em đã hoàn thiện trong phiếu bài tập này rồi. Đây chính là đáp án mà cô gợi dẫn cho các em. Nhân vật chính trong tác phẩm là Hoàng tử Rama và Sita. Hoạt động chính của họ đó là đối thoại bằng lời nói. Nội dung lời nói của Rama đó là buộc tội Sita. Còn nội dung lời nói của Sita là sẽ thanh minh và sẽ chứng minh cho sự trong sạch của mình. Sau đây, chúng ta cùng đến với cái câu hỏi tiếp theo. Các nhân vật khác trong văn bản xuất hiện đã gợi ra không gian gì? Chúng ta sẽ thấy trong văn bản này không phải chỉ có Rama và Sita. Mặc dù văn bản gợi ra một sự kiện, đó là cuộc gặp gỡ giữa Rama và Sita sau khi mà Rama cứu Sita thoát khỏi quỷ vương Ravana. Và chúng ta nghĩ rằng với một cái cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng như thế sẽ là một không gian riêng tư, không gian cá nhân. Nhưng thực ra trong câu chuyện này đâu phải chỉ xuất hiện hai nhân vật này, còn rất nhiều nhân vật khác như là bạn bè chiến hữu, như là Lakmana, rồi có cả chu thần thần thánh, những những người phụ nữ, rồi cả những cái loài Rakshasa hay là Vanara. Vậy thì rõ ràng đây không phải chỉ là không gian riêng tư mà đó thực chất là không gian cộng đồng. Và chính trong không gian cộng đồng này, con người sẽ được đặt vào trong các tư cách kép với rama của chúng ta rama vừa là hoàng tử trưởng người đứng đầu trong cộng đồng một đức vua anh hùng lại vừa là người chồng một con người cá nhân còn sita là vợ của hoàng tử trưởng là với vai trò gắn kết với cộng đồng đồng thời thì đây cũng là ở tư cách một người vợ một con người cá nhân như thế ở một bình diện thứ nhất họ đều là những con người đại diện cho cộng đồng nhưng ở bình diện thứ hai chúng ta sẽ còn thấy có một con người nữa là con người bên trong con người của tình yêu của khao khát những hạnh phúc cá nhân riêng tư và chính qua những tư cách kép này chúng ta mới lý giải được rằng tại sao rama phải buộc tội sita chính là bởi vì chàng muốn chứng minh và bảo vệ danh dự cho gia tộc cho dòng tộc của mình trước cộng đồng sau đây chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục đến với hoạt động số 3. Các em hãy đọc kỹ các chi tiết trong đoạn 1 và 2 và hoàn thành phiếu học tập số 2 và số 3. Chúng ta sẽ có phiếu học tập số 2, tìm hiểu về nhân vật Rama. Các em hãy tìm hiểu cho cô về lời của nhân vật, về chiến công hay là nhân vật đã buộc tội Sita như thế nào. Về lời của người kể chuyện, về tâm trạng của Rama và các em hãy chú ý là trong quá trình đọc chúng ta sẽ theo dõi và chắt lọc các chi tiết sao cho thật tinh và thật khéo. Sau đây cô sẽ đọc mẫu cho các em một đoạn để từ đó các em có thể uh, tự mình đặt tiếp các đoạn còn lại. Janaki khiêm nhường đứng trước Rama. Rama nói: Hỡi phụ nhân cao quý, ta đưa nàng tới đây sau khi đã đánh bại kẻ thù. Ta đã làm tất cả bằng khả năng của mình ta đã trả thù kẻ lăng nhục ta và cơn giận của ta đã hả. Ngày hôm nay, ai nấy đều đã được chứng kiến tài nghệ của ta. Ta đã làm tròn lời hứa và giờ đây không còn gì vướng mắc với chính mình. Nàng bị gã rắc xa xa tâm địa xảo trá bắt cóc khi vắng mặt ta, đó là do số phận nàng xui nên. Nhưng ta đã gỡ cho nàng khỏi điều vu khống. Kẻ nào bị quân thủ lăng nhục mà không đem tài nghệ của mình ra để trả thù là kẻ tầm thường ngày hôm nay. Việc chàng Hanuman hảo hán vượt biển cả đã kết thúc thành công. Việc đốt phá lan ca và những kỳ tích khác đã đem lại vinh quang. Ngày hôm nay, tài nghệ và lời khuyên sáng suốt của Vifi Sana đã hoàn toàn được chứng tỏ. Cả những cố gắng của chàng cũng thành công tốt đẹp. Chàng đã từ bỏ người anh bất hảo của mình, ủng hộ đại nghĩa của ta và nương tựa vào ta. Như thế qua phần đọc mẫu của cô thì các em có thể thấy rằng lời của nhân vật sẽ hé lộ với chúng ta rất là nhiều những cái yếu tố về tính cách hay là đặc điểm của nhân vật. Ví dụ như là lời nói của Rama sẽ hé lộ với chúng ta về chiến công hay là vì sao Rama lại buộc tội Sita. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ quan tâm đến lời của người ấy kể chuyện về tâm trạng của Rama như thế nào. Chúng ta sẽ cùng với nhau hoàn thiện phiếu học tập số 2, phiếu học tập số 3, xin lỗi các em. Với phiếu học tập số 3 này, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về nhân vật Sita và xem là lời nói của nhân vật như thế nào, lời người kể chuyện ra sao và các em vẫn bám sát cho cô vào các chi tiết trong văn bản. Với phần tìm hiểu về hai phiếu học tập này, các em sẽ giúp cho cô tìm hiểu vào theo cái mạch của câu chuyện. Mạch của câu chuyện này đó là Rama tuyên bố về sự chiến thắng quỷ vương Ravana. Sau đó Rama nghi ngờ đức hạnh của người vợ của mình, còn Sita, nàng đã thanh minh với người chồng của mình trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau đây thì cô trò chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của phiếu học tập số 2 do cô gợi dẫn. Các em hãy cùng so sánh phần mà các em đã làm được với phiếu học tập tóm tắt này của cô. Về lời của nhân vật, chúng ta thấy rằng trong văn bản, khi nói về chiến công, Rama đã khẳng định rằng chàng đã dùng tài nghệ đánh bại quỷ vương Ravana để trả thù sự lăng nhục đối với cá nhân và bảo vệ danh dự của dòng họ. Còn khi lập buộc tội Sita Rama đã khẳng định là Sita không còn trong sạch. Nàng đã lưu lại ở trong nhà một kẻ xa lạ quá lâu. Rồi là ta không thể lấy một người mà chỉ coi là một vật để yêu đương. Và Rama tuyên bố từ bỏ Sita, ta không còn ưng nàng nữa. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái sự mâu thuẫn giữa lời của nhân vật và lời của người kể chuyện. Trong khi lời của nhân vật là những lời đại diện là những lời để nhân danh cộng đồng thì lời của người kể chuyện lại hé lộ chúng ta một tâm trạng bên trong của Rama. Hóa ra đâu phải là là Rama lạnh lùng, đâu phải là chàng tàn nhẫn đâu. Đằng sau cái cách nói là ta với phu nhân cao quý kia là rất nhiều những cái lời miêu tả về hành động ngoại hình tâm trạng của Rama như là nhìn Sanaki đứng trước mặt mình lòng đau như cắt hay là vì sợ tai tiếng nói với Sita trước mặt những người khác rồi là non tràng khủng khiếp như thần chết. Rõ ràng, qua những sự đối lập, mâu thuẫn giữa lời của nhân vật và lời người của người kể chuyện, chúng ta sẽ thấy được những xung đột bên trong của nhân vật Rama. Cô có một câu hỏi cho các em là Rama có phù hợp với tiêu chí của nhân vật anh hùng trong các tác phẩm sử thi hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy rằng Rama đã phải trải qua một cuộc đấu tranh Cuộc đấu tranh ấy là đấu tranh giữa danh dự của một quốc vương với tình yêu và hạnh phúc của cá nhân. Rõ ràng trong một số tác phẩm khác thì chúng ta chưa thấy cuộc đấu tranh này. Dường như là nhân vật nhất quán đại diện cho cộng đồng. Đây cũng là một đặc điểm rất nổi bật, rất riêng của tác phẩm này, khiến cho Rama không phải chỉ còn là một một hình mẫu được đúc khuôn đúc khối mà Rama cũng có những tâm trạng, những suy nghĩ, những tâm tư cảm xúc rất con người. Và nhân vật sử thi không còn chỉ hình dung như các vị thần nữa mà ở đây những nhân vật sử thi ấy đã mang những nội tâm, tâm trạng của con người. Và từ những đấu tranh ấy thì chàng sẽ buộc phải lựa chọn đó là hy sinh hạnh phúc cá nhân riêng tư. Rõ ràng đến cuối cùng thì con người sử thi vẫn là con người đại diện cho tiếng nói của cộng đồng và mục đích của chàng vì sao một con người như Rama đằng sau những những cái lời của người kể chuyện ta biết rằng chàng nặng lòng với Sita lắm mà lại quyết định từ bỏ Sita chính bởi vì chàng muốn bảo vệ cho đạo đức của xã hội. Như thế, ở đây chúng ta sẽ đọc ra mẫu hình của người anh hùng lý tưởng của người Ấn Độ, đó là những con người trọng danh dự, nhân phẩm và đạo đức, họ là đại diện cho sức mạnh, cho vẻ đẹp của ý chí và cho đạo lý của cộng đồng sau đây thì cô trò chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần đáp án của phiếu học tập số 3. Với phần này, chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về nhân vật Sita. Các bạn sẽ quan tâm cho cô này. Về lời của nhân vật. Lời của Sita, dường như chúng ta đã thấy rằng giống như là Sita đang tự bào chữa cho mình trước một trước một phiên tòa ấy. Nếu như Rama buộc tội nàng thì bây giờ nàng sẽ phải đứng trước một bài toán đó là làm thế nào để tự thanh minh cho mình và ở đây chúng ta sẽ thấy sự sâu sắc và trí tuệ của nhân vật Sita như thế nào nếu như Rama nghi ngờ về đức hạnh của nàng nghi ngờ về tư cách của nàng thì nàng ngay từ lời nói đầu tiên đã khẳng định dùng tư cách và danh dự để thề và không chỉ thế nàng còn kiêu hãnh với bao nhiêu nàng còn khẳng định rằng nguồn gốc cao quý của mình bởi vì bản thân Sita là con của thần đất cho nên sự trong sạch của bản thân nàng đã có cội dễ sâu xa. Không chỉ thế, khi là Rama buộc tội nàng, lưu lại ở trong nhà một kẻ khác quá lâu, thậm chí còn nói rằng nàng đã bị buộc ở trong vạt áo của Ravana, rồi đôi mắt hau háu của hắn đã nhìn khắp người nàng, thì nàng đã thông minh vô cùng khi phân biệt giữa số mệnh và trái tim. Câu chuyện mà nàng bị quỷ vương bắt đi, đó là câu chuyện thuộc về số mệnh, nhưng còn trái tim thiếp đây Trái tim ấy vẫn thuộc về chàng Và nếu như số mệnh Thiếp không quyết định được Thì trái tim có câu chuyện riêng của nó Và trái tim ấy là trái tim Của lòng trung thủy Của tình yêu đối với Rama Cũng như Khi mà Rama còn Nói rằng Sita là một vật để yêu đương Thì lời của Sita Cũng là lời trách móc Rama Nhưng trách móc cũng rất là khéo léo chẳng nói thiếp như thế thì chàng có hơn gì thiếp đâu, đấy là một sự thông minh khéo léo đến vô cùng các em ạ. À. Và cuối cùng là nàng đã yêu cầu chuẩn bị một dàn hỏa thiêu. Đó chính là cái lời nói cao nhất. Và sau đó lời nói đã biến thành hành động để Sita có thể chứng minh cho phẩm hạnh của mình. Còn, còn chúng ta cũng để ý cho cô, lời của người kể chuyện miêu tả về ngoại hình, tâm trạng và hành động của Sita. Khiêm nhường đứng trước Rama, rồi đôi mắt đẫm lệ đau đớn đến nghẹt thở dường như nhân vật người kể chuyện đi nhập thân vào các nhân vật ở trong tác phẩm để cảm xúc để cảm thấy những nỗi niềm sâu kín của họ để thấy thổn thức từng nhịp đập với trái tim đau đớn đang nghẹt thở của nàng suy ta bởi vì tình yêu của mình trong cái giây phút này trong giờ phút này làm thế nào để mình có thể bảo vệ được đây đấy thực sự là một câu chuyện là một bài toán không dễ gì giải quyết được thế mà Sử thi đã kể với chúng ta, đã giải quyết bài toán đó bằng một cách rất riêng của họ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Thông qua lời nói, Sita đã thể hiện mình là người như thế nào? Chắc chắn rằng các em cũng đã có những đánh giá riêng về nhân vật. Sau đây thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy, thực ra ấy, thì người Ấn Độ không chỉ xây dựng người anh hùng lý tưởng mà họ còn nói với chúng ta về nhân vật người phụ nữ lý tưởng nếu như người anh hùng lý tưởng là những con người đại diện cho đạo đức cho đạo lý của cộng đồng cho bổn phận cho trách nhiệm thì người phụ nữ lý tưởng của họ cũng là những con người có đức hạnh có sự thủy chung và cũng là những con người rất trọng danh dự và phải hợp nhất cả hai mẫu hình này chúng ta mới thấy được cái quan niệm toàn diện của người ấn độ về người anh hùng lý tưởng và người phụ nữ lý tưởng của họ Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động số 4. Các em hãy đọc kỹ các chi tiết trong đoạn 3 và hoàn thành phiếu học tập số 4. Đây là phiếu học tập số 4 của chúng ta. Chúng ta sẽ có các nhân vật là Rama, Sita, các vị thánh, chư thần, những người dân, các loài Raksasa và Vanara. Và hành động của các nhân vật này như thế nào và các em hãy đọc ra cho cô xem là ý nghĩa của hành động này ra sao. Ở đây Chắc chắn rằng trong cái khoảng thời gian các em cũng đã hoàn thiện được phiếu học tập của mình. Hãy cùng đối chiếu và so sánh phiếu học tập này xem là các em có đồng quan điểm với cô không nhé. Chúng ta sẽ thấy là chàng Rama có hành động mắt dán xuống đất. Hành động ấy thực chất thể hiện tâm trạng. Cái phút im lặng vô ngôn ấy là cái phút đấu tranh dữ dội vô cùng trong trái tim. Và đừng nghĩ rằng Rama lạnh lùng trong trái tim chàng cũng là biết bao nhiêu đau đớn còn gì đau đớn hơn khi thấy người yêu thương của mình sắp sửa bước vào giàn lửa thiêu mà chứng mình không có cách nào để bảo vệ đấy là sự đấu tranh một xung đột nội tâm dữ dội biểu đạt ra bằng cái hình thức ngoại hình bên ngoài còn với sita nàng đã lượn quanh rama cúi lại chu thần xin thần lửa a nhi bảo vệ rồi dũng cảm bước vào ngọn lửa nàng đã dùng hành động để chứng minh cho sự trong sạch của mình các nhân vật khác như là các vị thánh, các chư thần đều theo dõi hành động của Sita, rồi những người dân khóc thảm thương, rồi cả những loài Raksasa và Vanara đều kêu khóc vang trời. Tất cả những nhân vật ấy đều thể hiện thái độ tình cảm với Sita và dường như đều đồng thuận khóc thương cho người phụ nữ lý tưởng, cho con người mà trái tim của họ khao khát hướng về. Các em hãy cùng với cô trả lời câu hỏi sau. Hãy đọc chú thích về thần lửa A Nhi và cho biết hành động Sita nạp mình cho lửa có ý nghĩa như thế nào? Ở đây, không phải vô tình, chúng ta thấy có hình tượng của ngọn lửa đâu. Các bạn nhớ cho cô nhé, tại sao ở trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương thì chúng ta sẽ thấy là nàng vũ nương của chúng ta chẫm mình xuống dòng sông Hoàng Giang để có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng ở đây nàng Sita lại nhảy vào lửa. Thế thì đó là văn hóa của từng cộng đồng Với mỗi một cộng đồng thì sẽ có những cái văn hóa một cách lý giải khác nhau Nếu như là Việt Nam thì thường nghĩ rằng là nước là tượng trưng cho sự trong sạch, sự tẩy uế Thì đối với người Ấn Độ ấy Thần lửa A Nhi sẽ là vị thần xuất hiện ở cả ba cõi là cõi trời, cõi đất, cõi nước, biết tất cả hành động tốt xấu của con người. Thần lửa A Nhi cũng là biểu tượng của cái thiện, có vai trò tẩy uế và tái sinh và nghi thức thủ lửa chính là một trong những nghi thức kiểm chứng cho đức hạnh của con người. Cho nên ở đây, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của vị thần này như là một minh chứng cho cái sự trong sạch của Sita và hành động mà nàng Sita của chúng ta nạp mình cho lửa. Đó chính là khoảnh khắc tưởng như là bi kịch nhất, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, chúng ta lại thấy được bi kịch được hóa giải. Và đây mới là giây phút của sự tận thiện tận mỹ. Bởi vì cái đẹp của người Ấn Độ đã được đồng nhất với đạo đức Cái đẹp tôn vinh đạo đức và đạo đức làm cho cái đẹp ấy tỏa sáng hơn cả Thần lửa hóa ra không chỉ kiểm chứng mà thần lửa còn thấu suốt, còn soi sáng những vẻ đẹp ở bên trong Những vẻ đẹp của đạo đức, của đức hạnh của người phụ nữ lý tưởng Và từ đó thì tác phẩm này đã ngợi ca Đạo đức phẩm hạnh của Sita Tiếp sau đây Cô trò chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện tập Với một số câu hỏi để các em ôn lại kiến thức của bài học này Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 1. Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm sử thi được thể hiện như thế nào qua hai nhân vật Rama và Sita? Chắc chắn rằng qua việc hoàn thiện các phiếu học tập trước đó, các em cũng đã nắm được đặc điểm của hai nhân vật này. Tuy là hai nhân vật khác nhau, một bên là người anh hùng lý tưởng, một bên là người phụ nữ lý tưởng, nhưng thực ra họ sẽ đều có những nét chung của những nhân vật lý tưởng trong các tác phẩm sử thi. Ở đây, tôi có một số gợi dẫn cho các em về Rama. Thực ra Rama của chúng ta là thần Vishnu giáng thế và chàng đã phải chiến đấu với quỷ vương hy sinh hạnh phúc cá nhân. Còn Sita cũng có một nguồn gốc rất cao quý. Những nhân vật sử thi thường có nguồn gốc cao quý như thế. Sita là con của thần đất và nàng phải chứng minh cho phẩm giá danh dự của bản thân. Đặc điểm thứ hai các nhân vật này, họ không chỉ là những nhân vật có nguồn gốc cao quý đâu mà họ còn phải trải qua những xung đột Xung đột ở đây đó là những xung đột như là lẽ phải trái trong quan niệm của xã hội, xung đột trong tình cảm cá nhân của họ và những đạo đức giá trị của cộng đồng. Chúng ta sẽ thấy lời buộc tội của Rama và Sita dường như rất vô lý và thiếu căn cứ. Nhưng thực ra thì tất cả những lời buộc tội đấy đều có một cái căn cứ đó là dựa vào hệ giá trị của cộng đồng để mà Rama buộc Sita vào hoàn cảnh phải chứng minh cho sự trong sạch và phẩm giá của mình và tất cả các nhân vật ở trong sử thi sẽ đều có hành động, hành động đặc trưng của họ đó là hành động vì cộng đồng, đại diện cho cộng đồng. Bên cạnh đó các em cũng sẽ quan tâm một chút cho cô đến tình cảm của các nhân vật trong sử thi. Tất cả những tình cảm này đều được đẩy đến cái mức độ cao nhất. Khi mà đau đớn thì đau đớn một cách mãnh liệt. Khi mà giận hay là ghen thì dường như giận và ghen lên đến nguồn ngụt như vậy thì mình cùng hệ thống lại thì chúng ta sẽ thấy có ba cái đặc điểm tiêu biểu. Thứ nhất là nguồn gốc cao quý, thứ hai là trải qua những xung đột dữ dội và thứ ba đó là những hành động và những lời nói đều thể hiện được tính cách của họ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đến với câu số 2. Em hãy so sánh nhân vật Rama ở văn bản Rama buộc tội với Heracles trong thần thoại Hy Lạp. Chắc là các em còn nhớ một câu chuyện thú vị trước mà chúng ta đã học về Heracles đúng không? Chàng chính là người đã lập được 12 chiến công và trong suốt 12 chiến công ấy thì văn bản uh, Heracles đi tìm táo vàng đã tập trung cho chúng ta về chiến công thứ 12 và chỉ qua chiến công này thôi chúng ta cũng đã thấy được những biểu trưng tiêu biểu của nhân vật này chúng ta có thể so sánh ở điểm giống và khác nhau không biết câu trả lời của các bạn như thế nào rồi Bây giờ cô có uh, một cái phần gợi dẫn này và các em thử đối chiếu xem là các bạn có đáp án giống như là đáp án của cô đưa ra không nhé. Trong phần giống nhau, chúng ta sẽ thấy họ đều là những người anh hùng đại diện cho cộng đồng, hội tụ vẻ đẹp của những người anh hùng lý tưởng. Nhưng họ cũng sẽ có những điểm khác nhau. Với Heracles, chúng ta để ý một chút, chúng ta sẽ thấy là chàng không được miêu tả về ngoại hình và nội tâm đâu. Còn đối với Rama thì drama được miêu tả cụ thể về diện mạo, hành động, lời nói và nội tâm. Heracles được thần thánh hóa, có hành động phi thường, còn Rama của chúng ta là đại diện cho danh dự bổn phận với cộng đồng. Heracles là nhân vật mà chúng ta sẽ thấy vừa có những yếu tố rất là chân thực mà lại vừa có cái yếu tố kỳ ảo. Và một loạt những yếu tố kỳ ảo cả làm tôn thêm vẻ đẹp phẩm chất của Heracles thì Rama được miêu tả là một đức vua anh hùng nhưng lại có những đặc điểm cũng rất gần gũi đối với con người. Và chính những cái nét tâm lý như là yêu thương, hờn giận hay ghen tuông đã khiến cho Rama trở thành một nhân vật rất gần gũi đối với chúng ta. Trên đây là sơ bộ những phần so sánh điểm giống và khác nhau. Các bạn có thể sử dụng rất nhiều sơ đồ khác nhau để biểu đạt cho phần so sánh này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần câu hỏi số 3 trong phần luyện tập. Đó là em hãy khái quát lại tác dụng của lời của người kể chuyện và lời của nhân vật được thể hiện trong văn bản Rama Bực tội. Với phần này, chúng ta sẽ thấy rằng lời của người kể chuyện có tác dụng là khắc họa bối cảnh, không khí và nội tâm của nhân vật, thuật lại diễn biến sự việc, bên cạnh đó còn là miêu tả dáng vẻ và hành động của nhân vật. Thế còn lời của nhân vật thì sao? rõ ràng là so với các tác phẩm thần thoại thì lời của các nhân vật trong sử thi sẽ được tăng lên với một mật độ dày đặc hơn và như cô đã nói rằng thông qua những lời lẽ của họ chúng ta có thể cảm nhận được phân tích được tính cách bên trong của họ ở đây lời của nhân vật có tác dụng là tạo mâu thuẫn giữa lời nói và tâm trạng thể hiện xung đột và phẩm chất của nhân vật đối thoại giữa rama và sita hay lời nói của sita với lakmana hay lời khấn của sita tới thần lửa A Nhi đều là những lời lẽ làm rõ thêm và hiểu thêm về những nội tâm bên trong của nhân vật. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi số 4. Và câu hỏi số 4 này sẽ là một câu hỏi mà lại vận dụng khả năng sáng tạo của các em. Các em sẽ không chỉ vận dụng về kiến thức mà các em sẽ dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên các sơ đồ, vẽ các sơ đồ đặc trưng về thể loại sử thi được thể hiện qua văn bản drama buộc tội. Không biết là À trí tưởng tượng các em và khả năng sáng tạo các em như thế nào? Hãy thử gửi về cho cô các sơ đồ của các em. Còn sau đây, chính lại tiếp tục là phần gợi dẫn của cô. Khi mà vẽ sơ đồ các em lưu ý cho cô là đối với sử thi chúng ta nên bám sát vào các đặc trưng của sử thi về thời gian, không gian, nhân vật, lời của người kể chuyện, nhân vật và cốt truyện. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy trong sử thi thì thời gian của sử thi là thời gian quá khứ liên quan đến lịch sử cộng đồng không gian trong sử thi là không gian cộng đồng và nhân vật trong sử thi sẽ là những mẫu người anh hùng và phụ nữ lý tưởng về cốt truyện cho sử thi sẽ liên quan đến các xung đột cá nhân chúng ta tưởng như đó là bề mặt nhưng thực ra qua những xung đột cá nhân này thì tác phẩm sử thi sẽ nói với chúng ta về những mâu thuẫn trong danh dự bổn phận và tình cảm của cá nhân như vậy là sử thi có một cái chủ đề qua những cuộc xung đột những cuộc chiến ấy thì hình tượng của người anh hùng được ca ngợi và được thể hiện một cách rõ rệt nhất bên cạnh đó các em cũng hãy quan tâm cho cô lời của người kể chuyện là lời của người thuật lại toàn bộ câu chuyện cũng như là tham gia vào cái quá trình miêu tả về ngoại hình cũng như là hành động của nhân vật còn lời của nhân vật sẽ được thể hiện cụ thể hóa qua những lời đối thoại là chủ yếu như vậy là chúng ta đã kết thúc phần luyện tập với 4 câu hỏi. Với 4 câu hỏi này có hy vọng rằng các em sẽ nắm được những cái yếu tố đặc trưng nhất của thể loại sử thi. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyển sang một phần cuối cùng, đó là phần vận dụng. Với phần vận dụng này, các em hãy thử làm cho cô một bài tập nhỏ là từ hình tượng người anh hùng trong sử thi, các em hãy suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng trong cuộc sống ngày hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi này, cô lại có thêm ba câu hỏi nhỏ để gợi dẫn cho các em. Đó là con người thời nay và thời xưa có thực sự khác biệt về quan điểm hay không? Như thế nào là hành động có trách nhiệm với cộng đồng? Và cuối cùng thì các em hãy kể tên một số hành động thực tiễn từ cuộc sống mà em biết để thể hiện được trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng. Các em có thể thấy rằng thực ra thì con người thời đại nào cũng sẽ có những cái đặc điểm chung và những đặc điểm chung ấy sẽ là những giá trị là những điều cốt lõi mà chúng ta phải gìn giữ. Ở đây, dù có là con người bất cứ thời kỳ nào, chúng ta cũng không thể sống cho riêng mình mà cần hơn hết đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta với cộng đồng. Vậy như thế nào là trách nhiệm? Là hành động có trách nhiệm với cộng đồng, đó là những hành động mà đặt lợi ích của cộng đồng lên trước. Và đôi khi để bảo vệ được lợi ích của cộng đồng Chúng ta cũng cần hy sinh Đâu đó những điều cá nhân duyên tư của chúng ta Nhưng nếu những điều ấy làm chúng ta lớn lao hơn Nếu những điều ấy làm cho chúng ta trưởng thành Và vững chạc hơn Thì có lẽ rằng có những lúc nào đó Chúng ta cũng cần phải hướng đến Khái niệm chung và khái niệm cộng đồng như thế Câu hỏi thứ ba này các em hãy tự làm đầy Để hoàn thiện câu hỏi như thế, trong phần bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã cùng với nhau tìm hiểu được về các nhân vật cơ bản trong trong văn bản Rama buộc tội. Và từ đó các em cũng đã cùng với cô khái quát được những đặc trưng của thể loại sử thi cũng như trải qua các câu hỏi luyện tập. Ở trong bài học này có một số phiếu bài tập mà các em cần phải hoàn thiện, các em hãy gửi lại cho cô những phiếu bài tập ấy để cô trò chúng ta cùng trao đổi, thảo luận cũng như là chỉnh sửa hoàn thiện nhất. Xin tạm biệt các em và chúc các em học tốt hẹn gặp lại các em ở những bài học sau đây xin chào tạm biệt các em